Chào các bạn, hôm nay DCFD lại tiếp tục hoàn thành phần tiếp theo. Người anh em Thiện Thành đang mặc trang phục chú ê. Đeo kính đen luôn này. Hôm nay trời nắng quá. Trường Phong Phạm là đeo kính đen luôn. Nếu mà đeo thêm cái mặt nạ vào thì nhìn đời bằng 6 con mắt đấy. 6 mắt luôn. À bây giờ còn 4 mắt thôi. CMD sẽ rộng đã sạch sẽ như hôm qua. Mỗi ngày anh em tôi làm việc xíu xíu. Dọn các chất hữu cơ qua cỏ trên bề mặt nhiều lắm các bạn, trông này thôi. Đất này, phân này, phân chó này, đất cát này, ít nhất là 3 bao nữa thôi. Để đấy ra ngoài đấy để có ai nhặt về đun thì đun. Đấy, chỗ đoạn đấy không có cây. Còn đây là mình dọn mấy cái chất hữu cơ này trên bề mặt cho sạch cái vỉa hè. Thôi thế được rồi, đây cành này nữa. Đây cành này. Cành này cứ để này. Nó đỡ đầy túi. Ok. Chào các bạn nào. Tiếp tục ngày hôm nay nhà không? Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay tôi và chị là tiếp tục công việc cái đánh tinh dọn dạc làm tập sinh nhân dân dân phố nhé. Phạt được nó chắc quá đi thôi. Để bữa sau mình dọn cỏ sau mà. Chắc quá đi thôi. Dọn rác ở trên bề mặt.
cát ấy nhỉ. Một chị đang ở ngoài đường hỏi là chúng tôi bán gì, mà chúng tôi chả bán gì cả. Làm vệ sinh môi trường mà. Có bán gì đâu, dọn cả từ đầu kia bán gì. Có bán gì đâu. Đấy. Đấy. Mọi người ở đây sẽ lầm tưởng là anh em chúng tôi sẽ bán gì ở đây nhá. Và tôi khẳng định lại một lần nữa là chúng tôi không bán cái gì ở đây cả. Em ở gần đây mà. Hôm trước em mượn xe chị đúng không? Hôm trước em mượn xe chị đúng không? À, làm gì đấy? Đâu hỏi làm gì đấy. Đấy các bạn thấy không? Thì DCMD có làm công tác vệ sinh rác, các chất thải ở ngoài xã hội thôi. Chúng tôi làm mục đích là phi lợi nhuận, để nhằm mục đích là để lan tỏa ra cho các bạn
công dân Việt Nam mình ấy, mang tính chất là lan tỏa, mỗi người có một ý thức rác chúng ta ngày càng để vào phân loại rác hay là chứ không có cái mục đích gì khác. Thì lúc ấy có chị thì chị làm bên vệ sinh môi trường thì hỏi là cứ tưởng là anh em bằng sạch này để mở hàng quán hay bất kỳ một cái mục đích gì. Anh em chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là không, tôi không có mục đích gì cả, chỉ vậy thôi. Hy vọng là các bạn trẻ là nhìn thấy những video của tôi hay là các vì sao mà hôm nay có mặc tôi đợt này lại mặc chú hề đấy, nhiều khi cũng là để các bạn trẻ em có ý thức hệ phát triển sau này sẽ có những hành động bảo vệ môi trường, chúng ta sống ở trong môi trường xanh sạch đẹp hơn, cũng chỉ vậy thôi. Nhiều khi thì cái việc này ở ngoài đường thì có thể gây lầm tưởng này, có đoạn đường nó quá đẹp rồi mọi người lại cứ nghĩ là thì mình định làm gì hàng quán ấy mục đích gì khác là không, mình chả làm gì rồi. Và chúng tôi là ở chỗ khác tới đây chứ không phải là ở đây để có thể làm được cái gì ở đây. Không có. Nhìn trước đó thì DC mà đi đã đi qua khảo sát khu vực này là nó bẩn. Đấy, một khu đô thị đẹp như này mà đường phố như vậy chúng tôi đã dọn dẹp. Đấy, thành quả đến ngày hôm nay là được nhảy rồi. Cả một dải đường dài. Đấy, các bạn ạ. Dải đường dài. Vẫn tiếp tục để hoàn thành hết cái con đường như đã hứa với các bạn. Còn một đoạn ngắn nữa thôi. Tôi không có nhiều thời gian, tại vì ngoài công việc khác nữa thì làm này để mang video mang tính chất là lan tỏa bảo vệ môi trường. Mỗi ngày chúng tôi làm được ít sức người chỉ vậy. Hy vọng càng về sau tôi có máy móc thì có thể là làm được cái khối lượng công việc nó lớn hơn, nhiều hơn. Đường phố chúng ta lại sạch đẹp hơn. Dùng hết của mình đốt sưng hết cả chân rồi. Đúng là người anh em thiện lành nhá. Làm bạn với kiến không giết kiến. Chiến đốt, tôi cứ đứng gần đấy là thôi, đốt lổi hết cả da gà, sưng hết cả chân rồi.
đúng quá anh Phúc. Rất đúng luôn. Lưa chẳng ấy. Thank you.
thành quả đấy, giống rác to các bạn ạ. Đây nhá, gia tài của chú Hề nó chỉ là những cái bao tải rác thôi, đúng không chú Hề? Dạ. Gia tài đấy. Bao tải rác thôi, không có gì ngoài rác các bạn ạ.
nay anh em tôi lại dọn sạch một phần này. Sạch chưa các bạn? Lúc đấy và bây giờ khác hẳn nhau rồi đấy. Rồi, anh Phúc chào mọi người đi. Okay. Hẹn gặp lại vào video sau.